Thưa quý vị và các bạn, hạnh phúc chỉ đến khi bạn có một trái tim trong sáng, một tâm hồn thánh thiện. Và đây chính là thông điệp quan trọng mà doanh nhân Inamori Kazuo muốn gửi đến các bạn đọc qua cuốn sách Nghĩ Thiện để cuộc đời và công việc viên mãn hơn. Sách do nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với cuốn sách qua sự chia sẻ của dịch giả Nguyễn Quốc Vương. Nghĩ Thiện để cuộc đời và công việc viên mãn là cuốn sách của ông Inamori Kazuo, một nhà doanh nghiệp, một nhà công nghệ người Nhật. Ông là người sáng lập các công ty rất nổi tiếng ở Nhật và trên thế giới. Trong cuốn sách này, ông nói rằng là công thức thành công của cuộc đời, công thức để mà sống một cuộc đời hạnh phúc sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố, đó là lòng nhiệt tình, là cách nghĩ và tài năng. Và trong đó ông nói rằng là tài năng chỉ là một bộ phận thôi, chứ không quyết định tất cả, và chính cách nghĩ mới quyết định tất cả. Ý ông muốn nói là con người ta muốn là thành công, muốn sống một đời hạnh phúc thì đầu tiên phải có cách nghĩ đúng đắn, tức là có một triết lý, có một niềm tin, có một hệ tư tưởng, hay là ông ấy nói là nhân sinh quan hợp lý. Trong công việc kinh doanh thì người ta sẽ nhấn mạnh đến chuyện là phải có thủ đoạn, hoặc có phương pháp, hoặc là thương trường là chiến trường. Nhưng ông lại cho rằng là ông có được thành công chính là lòng thành thật với cả đối thủ, thành thật với lại những người cộng tác với ông và những người làm công cho ông. Ông có nói đến câu chuyện là muốn có được thành công ấy thì phải có ước mơ lớn và phải thật là lãng mạn. Bởi vì ông cho rằng là nếu mà không có lãng mạn ấy thì con người sẽ gặp khó khăn trong công việc và sẽ cảm thấy là cuộc sống giống như là địa ngục, cho nên sẽ không thu được thành công và không đạt đến đỉnh cao. Khi đọc xong cuốn sách thì chúng ta sẽ phải thêm một lần suy nghĩ về những điều mà tưởng chừng là rất đơn giản, tưởng chừng rất là cơ bản, nhưng mà chúng ta bỏ qua. Ví dụ như lòng biết ơn, ví dụ như là sự khoan dung với người khác, ví dụ như là không được tư lợi. Rất là thú vị là ông là một doanh nghiệp tư nhân, một doanh nhân. Nhưng mà xuyên suốt câu chuyện ông kể, xuyên suốt kinh nghiệm ông chia sẻ về thành công của ông, một cái công ty là có lợi nhuận và doanh thu rất là lớn, là số 1 thế giới về lĩnh vực gốm sứ cách điện chẳng hạn. Nhưng ông lại nói rằng là tất cả những công việc ông làm và doanh nghiệp ông đạt được như vậy thì không phải là vì lợi ích cá nhân của giám đốc hay lợi ích của lãnh đạo doanh nghiệp, mà đây là lợi ích của toàn bộ người cho công ty, lợi ích của nước Nhật, và sau đó lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích của nhân loại nữa. Cho nên ông cho rằng là trong kinh doanh chẳng hạn thì cái lợi tha, tức là vì lợi ích của người khác, hoặc là giữ được đạo đức, giữ được trái tim trong sạch là điều kiện cơ bản để có thể thành công trong công việc và sống hạnh phúc. Và ông nói một cái ý mà tôi rất ấn tượng, ông nói rằng là chỉ những người có trái tim thánh thiện mới có thể thực sự cảm nhận được hạnh phúc và sống một đời hạnh phúc.